Chào các bạn, hôm nay mình sẽ trên tay cho các bạn cái máy đo thân nhiệt ha, dạng hồng ngoại không tiếp xúc. Sản phẩm này rất là tốt này, form này thiết kế đi châu Âu này nên là thiết kế rất chắc chắn. Đấy, cái hộp không, tất cả hộp của hãng này đều rất là chắc chắn ha. Đó, đây là Zumber. Đó, Zumber GBD FR202 các bạn. Đấy, FR202 thì thiết kế nào nó cũng nguyên siêu các bạn. Để chúng ta phải khui ra. Đó, đây là cái thiết kế rất là tốt ha, dùng để chúng ta kiểm tra cái thân nhiệt. Đây, bên trong thì hãng rất là chu đáo ha, làm ra một cái sách hướng dẫn sử dụng của Zumber rất là chi tiết như thế này. Đó, rồi một cái giấy QC, QC test. Đây, máy thì được bọc trong một cái bịch như thế này rất là tốt để chúng ta có thể sử dụng kiểm tra nhiệt độ cho em bé này, hay là bất kỳ người nào cái dịch vụ cái bệnh Covid bây giờ ta kiểm tra cho công nhân hay nhà máy xuất xưởng ha. Đấy, khi các bạn gắn thì nó sẽ có thế này, ta sẽ tháo cái pin nắp đậy pin ra và ta gắn lại, đẩy vô lại. Đó, như vậy là chúng ta có thể sử dụng được cái sản phẩm này rồi. Nút nhấn này rất là đơn giản ha, tay cầm là thoải mái. Thiết kế này các bạn thấy lớp sơn thì nó hoàn thiện rất là tốt ha, cái điểm tiếp xúc hồng ngoại vậy được bảo vệ ở đây, lớp sơn họ làm rất là ok, tại vì họ thiết kế cái màu này chúng ta để tránh cho mồ hôi tay các thứ này thì nó sẽ không bị dơ ha, như các cái hãng khác có trên thị trường nó sẽ rất là đều như này. Đây, sẽ thử bạn chỉ cần bóp cò thôi, nhiệt độ sẽ ra này, bóp cò vậy. Đó, rất là chính xác ha. Đấy, kiểm tra thân nhiệt của mình này. Đấy, trên này nó sẽ báo là đo chán các thứ này, chúng ta có thể kiểm tra, ví dụ công nhân các thứ chúng ta kiểm tra trước. Đấy, rất là tốt ha, bấm cái đèn nền nó lên và không thì nó sẽ standby, nó tắt đèn nền đi để tiết kiệm điện năng cho chúng ta. Đó, đây là Zumber GBD FR202. Đấy, cầm rất là thuận tay ha, cầm như này thì nó khó rơi lắm này, nó vừa với cái tay form của ta. Đấy, vừa thiết kế các bạn có lên cò là ra kết quả. Đó, rất là hay các bạn, đẹp nha. Rồi, các bạn có nhu cầu mua sản phẩm thì vui lòng truy cập website máy đo thí nghiệm.com.vn. rồi, xin chào và hẹn gặp lại.